thủ tướng Justin Trudeau đã nói chuyện với tổng thống mỹ mới nhậm chức joe biden hôm thứ sáu cơ hội đầu tiên để hai nhà lãnh đạo vạch ra một lộ trình mới cho mối quan hệ canada hoa kỳ sau bốn năm đầy biến động với cựu tổng thống donald trump đây là cuộc điện đàm đầu tiên của tổng thống biden với một nhà lãnh đạo nước ngoài trên cương vị tổng thống buổi nói chuyện diễn ra ấm áp thân thiện và mang tinh thần tập thể theo một quan chức chính phủ cấp cao cho biết theo thông báo từ văn phòng thủ tướng hai lãnh đạo đã tìm thấy điểm chung về các vấn đề như ứng phó COVID-19, khôi phục kinh tế, biến đổi khí hậu, an ninh lục địa, hợp tác với người dân bản địa và quan hệ quốc tế. Hai nhà lãnh đạo đã đồng ý gặp lại vào tháng tới. Thủ tướng Trudeau cũng bày tỏ sự thất vọng với động thái hủy bỏ xây dựng đường ống Keystone XL của ông Biden. Ông Biden thừa nhận những khó khăn mà quyết định này sẽ gây ra ở Canada, nhưng bảo vệ quyết định của mình bằng cách nói rằng ông đang thực hiện lời hứa tranh cử và khôi phục quyết định của chính quyền Obama trước đây. Ý tưởng về các biện pháp trừng phạt trả đũa chống lại Hoa Kỳ, điều mà thủ hiến Alberta Jason Kenney đang kêu gọi đã không được đưa ra trong cuộc trò chuyện này. Thủ tướng Trudeau và Tổng thống Biden cũng thảo luận về một lĩnh vực xung đột tiềm tàng khác giữa hai nước, cam kết của ông biden bao gồm các điều khoản mua hàng mỹ đặc quyền cho các công ty mỹ trong kế hoạch chi tiêu cho cơ sở hạ tầng trong tương lai ông biden xác nhận các kết nối chuỗi cung ứng sâu rộng giữa nền kinh tế canada và hoa kỳ và bảo đảm với thủ tướng trudeau rằng các quan chức canada sẽ được tham vấn khi chính sách này được phát triển nhưng không nhất thiết canada sẽ hài lòng với kết quả của cuộc tham vấn